Phong Cách rất vui mừng khi gặp lại tất cả quý khán giả trong chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Đấu Trường Ẩm Thực do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Và ngày hôm nay, không gian bếp của chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp hai nghệ sĩ khách mời, đó chính là diễn viên Kiều Ngân và ca sĩ Châu Ngọc Hiếu. Xin mời. Chào chị. Yeah. Mới vô rồi kiếm chị với tôi rồi hả? Lời nói đầu tiên cho phép Châu Ngọc Hiếu xin được gửi chào Phát và Kiều Ngân và tất cả quý vị khán giả một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hoàng Điệp, Kiều Ngân xin kính chào quý vị khán giả. Và em hứa rằng đến đây thì em sẽ nấu 9 món ăn. Mọi người cứ yên tâm với em. Còn ngon là cái chuyện cảm nhận mọi người thôi. Và một tràng pháo tay để cùng chào đón khách mời đặc biệt, tao biết Trần Linh Vũ. Xin mời anh. Chào, xin chào quý vị khán giả. Anh Vũ hiện đang công tác ở đâu anh? Mình đang công tác ở nhà hàng Nam Bộ. Xin mời đầu bếp lên món ạ. Đây là món lỗi tép bông điên điển. Đây là đặc sản của miền Tây quê hương mình. Và điên điển thì sẽ có theo mùa. Thường là cái mùa nước nổi là từ tháng 7 đến tháng 9, tháng 10. Rồi, em phục vụ cho không nở luôn á, tại vì anh sắp xếp quá đẹp. Em gấp ít thôi, thí dụ mà một chút nữa chị nấu không tốt thì chị lấy cái này luôn. Dạ. Em gấp ít thôi. Chị quẩn tay kia là mình lấy cái cúp đem về luôn đi chứ. Chơi vậy ai chơi lợi. Ủa gì kỳ vậy? Rất là thơm. Wow. Chết rồi, xin lỗi mọi người nha. Chị nhắm gì làm lợi em không? Ngon quá. Cái vị của cái bông điên điển á rất là rõ luôn. Và cái tôm này nè, ăn nó ngọt mà nó giòn á. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Có vị chua ngọt nó rất là vừa phải nữa. Cái món này bình thường em rất là thích. Và phải vào đúng cái mùa bông điên điển thì mới được ăn cái món này. Đúng rồi. Ngày hôm nay sao hơn. Đúng. Dạ. Anh phải vất vả lắm mới kiếm được. Dạ, cảm ơn anh. Ngày hôm nay đã mang đến một món ăn gọi là đặc sản của vùng miền Tây sông nước. Ngon quá. Rồi, sau đây mình cũng xin giới thiệu đó là món bò tót hương Nhật. Hương Nhật nó sẽ có một mùi thơm rất là đặc trưng. Dạ. Nhưng mà mình sẽ về đây mình chế biến theo cái phong cách của bếp châu Á. Bò mềm quá. Bò rất mềm luôn. Các bác ăn thêm một viên nữa. Còn nước chua bò, còn nước chua bò. Cái vị nước sốt rất là đặc biệt đó nè. Đúng rồi, nó thơm. Cái nước tương của Nhật nó rất là thơm. Ngay bây giờ xin mời hai người chơi chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách nhỏ nhỏ để xem nếu như người nào chiến thắng sẽ có quyền lựa chọn tôi thích món nào thì nấu món đó. Đồng ý không? Ok. Và bây giờ sẽ là thử thách chọn món. Xin mời. Hai khách mời của chúng tôi sẽ lựa chọn một trong hai con nai này, sau đó tiến về cái vạch xuất phát. Anh đầu bếp sẽ có nhiệm vụ là nhờ anh sẽ phân phát cái kẹo theo đúng màu của cái con nai mà hai khách mời của chúng tôi lựa chọn. Sau đó hai khách mời sẽ ngậm vỏ kẹo đó trong miệng và đem về đây. Trong vòng 2 phút thì cái vỏ kẹo có ai nhiều kẹo hơn thì người đó là người chiến thắng. Anh Hiếu ơi, mình lớn rồi, mình chơi công bằng rồi, mình tẩm xì nha anh. Ok. Dạ, em quyết định chọn cái màu vàng. Công bằng ghê. Là công bằng rồi đó. Và 2 phút dành cho hai khách mời của chúng tôi. Bắt đầu. Chị ơi, có thật sự là đổng rồi, lưỡi đi đơn giản quá. Cái gì vậy chị ơi? Chết rồi, bị nắm cái đuôi rồi. Thủ tiêu con nai luôn rồi. Chị ánh luôn. Trời ơi, tưởng tượng luôn hả? Hồi nãy là mình nhớ về tuổi thơ thôi. Bây giờ mình chơi người lớn đàng hoàng là không có ăn gian nè. Chơi trò người lớn nha. Tuổi thơ chị nói vậy đó hả? Hồi nãy là tuổi thơ, còn bây giờ là người lớn nha. Tuổi thơ mình có thể va vấp, mình sai lầm, nhưng lớn rồi mình buông bỏ mà làm người nhé. 2 phút bắt đầu. Đúng rồi, được. Lại là Kiều Ngân. Hay lắm, hay lắm. Cố lên, hiểu rồi. Ẩu đã rồi. Cố lên, cố lên. Ha ha ha!
quá trời cái nết rồi. Ủa? Màu vàng của em à? Tôi cảm thấy... Sắp hết giờ rồi. Ráng lên, sắp hết giờ rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Mời các bạn giữ nguyên hiện trường. Rồi, anh của anh đây. Đứng đây nha, không có ẩu đả nha. Vào những giây cuối cùng thì trên giỏ của chị Kiều Ngân chỉ có 2 túi kẹo mà thôi. Và anh Hiếu đã có được 2, 4, 5 túi kẹo. Và như vậy, chiến thắng đã thuộc về anh Hiếu. Và như vậy, anh là người đã có quyền lựa chọn anh sẽ nấu món gì. Vậy bây giờ cho Hiếu xin được chọn cái món bò sốt tương Nhật. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trổ tài của ca sĩ Châu Ngọc Hiếu. Xin mời. Trong thời gian 20 phút, nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện món ăn với sự hướng dẫn của đầu bếp. Sẽ có những thử thách mà MC đặt ra để làm khó người chơi. Đầu bếp sẽ là người quyết định món ăn, cũng như nghệ sĩ nào sẽ giành chiến thắng. Cuộc tranh tài của đấu trường ẩm thực bắt đầu. Nhờ cái sự ăn gian của ai kia đó, mình chiến thắng, cho nên là anh có một cái đặc quyền, đó là mình đã có đầy đủ tất cả các nguyên liệu để sẵn trên bàn. Bò sốt tương Nhật thì gồm các nguyên liệu bò fushi, bông cải trắng, bông cải xanh, cà rốt bi, cà chua và tỏi đen, bắp Mỹ, nước tương Nhật, rau cao su, nước tương teriyaki, mật ong, bơ và oregano. Anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thế bây giờ sẽ là 20 phút dành cho anh Châu Ngọc Hiếu. Bắt đầu. Rồi, đầu tiên là mình sẽ bắt cái nồi nước lên cho mình luộc. Rồi mình cắt bắp khoảng chừng 2cm. Rồi anh cắt bắp rồi, đi. Rồi cắt bắp nó tròn xong mình cắt đôi ra lại. Mình luộc luôn. Ủa bắp đâu? Bắp đâu? Lớn rồi. Cái gì đuổi em không biết là, gì đâu. Ủa, rồi, tự nhiên sao này, trời cho bắp còn sống thiệt, nó nhảy vô tay hồi nãy không biết luôn á. Đúng rồi, anh bắt bỏ bắt đầu đã đi rồi, bắt đầu mình cắt vô bắt trong. Quá trời, chị Ngân. Đó, đúng rồi. Rồi bỏ vô luộc luôn. Bỏ bông cải. Bông cải vào đây. Bỏ thịt bò vô luôn. Bông cải, cà rốt bi. Sẽ bắt cái chảo lên, rồi bỏ bơ vô. À đây, bỏ nhiều không anh? Một muỗng bơ. Cho bơ tan ra cái mình bỏ cái gia vị oregano này vô. Hết luôn không anh? Ừ. Rồi, một nhúm thôi. Một nhúm thôi. Lửa lớn quá không? Bớt lửa. Được rồi, được rồi, được. À, rồi, okay. Rồi, sau đó bỏ bò vào áp chảo. Anh Hiếu ơi, để em qua em phụ cho, thật ra em biết nấu ăn đó, em thật. Thấy anh chuyên nghiệp chưa? Cái oregano nó là một cái loại cây hơn. Đúng rồi, cái loại cây tạo ra cái hương thơm. Mình áp chảo bò khoảng 90% thôi nha bạn. Dạ. Mình lấy cái kẹp mình đè miếng bò để coi nó cứng nó cứng cỡ nào rồi để biết cái độ chín nó tới đâu. Chín rồi anh à? Được, ok thì mình bỏ qua hết để cho bò nó nghỉ. Nghỉ khoảng bao lâu thì tủ trường anh? Nó nghỉ hè khoảng 10 phút. Bạn cho cái tất cả các nước ở trong cái bò nó sẽ ra. Ở chỗ khác mình là sẽ làm sốt nha Hiếu. Dạ rồi. Cho bơ vào. À, vẫn là bơ luôn. Đúng rồi. Rồi cái đó được rồi. Đây mật ong 2 muỗng. Hai muỗng đầy nha. Hai muỗng đầy luôn. Đúng dạ. Đúng rồi. Nước tương Nhật. Đây. Một muỗng. Dạ rồi. Một muỗng đầy. Rồi. Nửa muỗng này. Tô cách xù. Cái nước tương mật ong của Nhật. Cũng ăn nửa muỗng. À. Bơ chảy rồi nè. Rồi chúng ta hòa lên. Rồi chúng ta cho vô trong đó. Rồi. Rồi cho 3 muỗng nước vô. Rồi chúng ta quay đều lên cho nó sôi lên là được. Ok. Cho 1 góc 4 muỗng đường vô. À, cái muỗng đó thì phải dùng nửa muỗng. Đúng à. Rồi, vô rồi. Rồi, đúng rồi. Anh. Rồi, khi nó tan hòa đều hết, mình sẽ tắt lửa. Và đúng rồi, để nguội thêm, mình sẽ sốt lên bò. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu mình sắc cục nha. Dày 2cm. Ở ngoài cháy xém, mà ở trong là quá rất là ok rồi đó. Ồ, hay à. Cái này nữa nè. Sắp vô, sắp ra cho đẹp. Wow. Hoàn thành. Yeah. Chúc mừng Hiếu. Và như vậy là món bò sốt nước tương Nhật đã hoàn thành. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức nhé. Wow. Không phải khen nha. Xíu nó ngon quá vậy. Bắp nghe mùi bắp, cà chua nghe mùi cà chua. Còn bò, sao chị né cái phần ngon nhất ra vậy? Thiếu áp chảo bò rất là ngon. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của diễn viên Kiều Ngân. Xin mời.
Và bây giờ chị Kiều Ngân sẽ bắt đầu đi chợ và mình thực hiện món ăn, chứ không có ai bày sẵn cho mình hết. Mà đi chợ không phải đi bình thường đâu chị. Em đúng không? Em bày ra cái trò này đúng không Phát? Dạ đúng rồi, tại vì thấy cái sân hận của chị nó cao đó. Phát ơi, chị ghét em lắm, trời vừa đủ câu luôn Phát. Đúng rồi, tới giờ vẫn còn sân hận. Thiệt, chị hãy lắng nghe thật kỹ tất cả những nguyên liệu mà Linh Vũ sẽ liệt kê ngay sau đây. À, cố gắng nhớ nha. Nhớ nha. Rồi, và bây giờ sẽ là 2 phút dành cho diễn viên Kiều Ngân. Bắt đầu. Chưa nói mà chưa đọc gì sao biết lấy. Nè, thép. Thép em biết nè. Bông điên điển. Bông điên điển. Đậu phộng. Thành phi. Tỏi phi. Tỏi phi. Rồi chanh. Chanh. Tỏi củ. Rau ghém lộn xộn. Là mình trộn gỏi. Bây giờ 2 phút dành cho diễn viên Kiều Ngân. Bắt đầu. Em gom hết cái chỗ đó qua luôn. Trời ơi Phát ơi, chị ghét em lắm. Phát ơi, chị ghét em lắm này Phát. Ngã ơi. Ngã cây ghét... nào là đi lại từ đầu cây đó. Rồi mời chị đi tiếp ạ. Thiệt luôn á. Nè Phát nè, ơi nè, chị nè. Chị nè. Chị mệt nè. Em nè. Đập chị nè. Tàu hủ, tàu hủ, tàu hủ. Anh á, anh á, anh á. Đậu hủ nè. À, hành lá nè. Hai món thôi à? Hai món, món cái này gia vị là tính một món đó em. Rau là một món đó là hai món. Wow, đó. Cô gái thông minh, cô gái quá thông minh. Vẫn ăn gian nè. Bánh mì nè. Ủa, sắp hết giờ à? Rồi, sắp hết giờ rồi. Hết giờ nè. Hết, không cần lấy nữa, tôi không cần lấy nữa. Không lấy nữa hả? Trời ơi, bắt chớn dữ vậy. Mời anh Linh Vũ, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa nha. Khá là đủ. Và bây giờ xin mời Kiều Nữ, à không, Kiều Ngân. Mời chị trổ tài à, 20 phút bắt đầu. Bây giờ là lặt cái đầu tép đúng không ạ? Cái này chị lặt tới Tết Congo chưa xong nha. Nè, đeo bao tay vô. Chị tưởng chị là tấm cám á, xong rồi bị bắt gì đó. Sẽ bắt chảo lên. Bắt chảo, đứng đó đi, em bắt chờ. Đúng rồi, đây là phụ bếp của em. Ủa, cái thớt đâu, lấy cái thớt. Đứng đó luôn, em lấy chờ. Phụ bếp, phụ bếp. Băm miếng tỏi. Cho dầu ăn vào. Dầu ăn vào mình phi tỏi lên. Thôi đừng mầm ớt. Em trang trí kệ em. Dạ. Em cãi thầy luôn. Nhờ vậy mà thua đó. Rồi. Rồi vừa thôi. Rồi cho tỏi đầu phi đi. Phi khi nào mà tỏi nó vàng lên chút hãy cho tép vào. Gái miền Tây là giỏi nấu nướng lắm đó. Trời ơi chị giỏi ăn lắm. Mẹ chị khen chị hoài à. Lọt sao con nè? Mình chị nè. Rồi chúng ta sẽ nêm gia vị vô. Một muỗng đường. 5 muỗng bột ngọt. Ăn là quên đời luôn. Rồi nửa muỗng bột ngọt. Rồi 1 muỗng nước mắm. Rồi. Rồi cho thêm 2 muỗng tương ớt vô. À muỗng đó khoảng chừng 1 muỗng thôi nha. Rồi được rồi. Rồi cho màu điều vào luôn. Rồi mình xào cho khô lại ra được. Ôi sắp chảo nó kìa. Quá trời. Ôi, trời chỉ ơi. Tưởng đâu là biết sắp ốc người chơi thôi chứ. Trong lúc đó mình làm gì được không anh? Em tái máy tay chân quá. Dạ hả? Cắt chanh không? Đúng rồi, em cắt chanh dùng vậy đi. Một trái chanh. Một trái chanh. Nó hơi có mùi cháy cháy đúng không anh? Đúng rồi, cháy từ tép nó cháy lên, nó thơm lên. Rồi để đó em xào cho, chị qua chị làm sốt đi. 3 muỗng đường. 1 rưỡi tương ớt. 1 muỗng rưỡi nước mắm. Xong đợt này Nhân biết cái công thức làm nước gỏi luôn. Chúng ta cho 2 muỗng nước chanh nó vô. Mình thay bằng tắc được không anh? Được, tắc là rất là thơm. Rồi chúng ta quay đều lên. Nhanh lên là sắp hết giờ rồi ạ. À. Thôi nãy giờ mới có 10 phút à. Không có à. Đó. Đổ cái rau đó vô luôn. Rồi cho hết vào luôn. Rồi cho tép vào. Cho hết luôn ạ. À. Em muốn ăn nhiều em cho nhiều. Trời vậy cho hết đi chứ. Để Phát nó xin nữa. Đâu em chừa riêng cho em. Ủa? Rồi nè. Cho hành phi. Hành phi vào, tỏi phi vào. Rồi mình rưới nước gỏi lên. 3 muỗng. Mang bao tay vô trộn. Ôi, khéo léo, xinh đẹp, giỏi giang, diễn hay. Mà vẫn ở không ha. Để anh về anh kiếm anh đầu bếp nào giỏi anh màng mai cho nha. Dạ thiệt không anh? Dạ. Thiệt. Trời ơi, trên sóng truyền hình chua anh được. Thế cũng chua mà có chồng đầu bếp là vua trên đời đó. Wow. Xong. Và như vậy là món ăn của diễn viên Kiều Ngân đã hoàn thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nó ngay nha.
Thuyền ngân đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trời ơi, xuất sắc trời, chiếc thuyền ba lá nhỏ. Em hiểu sao tới giờ dễ rồi. Đừng, khúc đó đừng. Tự nhiên sao mọi người im lặng vậy? Tại đang nhai không nói được. Bạc 90% rồi. 90%. Dạ, vậy là ổn rồi. 10% còn lại là do em nặng chanh á, chứ thôi là chị nặng chanh là đạt 100% luôn. Trời ơi, làm giùm ta làm chi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chị Phúc công bố kết quả. Điểm số sẽ dựa vào các tiêu chí như sau. Thao tác lúc mà chúng ta làm á sẽ được 2 điểm nè. Về trình bày trang trí 2 điểm. Dạ, và hương vị sẽ là 6 điểm. Châu Ngọc Hiếu, anh sẽ chấm mấy điểm về thao tác ạ? Thao tác thì chị Hiếu 1 điểm. Trình bày Hiếu sẽ được 2 điểm. Quyết định là hương vị 6 điểm. Wow, điểm tuyệt đối. Và như vậy tổng điểm mà anh Châu Ngọc Hiếu đã đạt được ngày hôm nay đó chính là 9/10. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của Ngọc Nữ Kiều Ngân nhé. Ngân thì thao tác là mấy điểm? Chắc chắn 2 điểm. Điểm sáng tạo 1 điểm. 1 điểm. Cái điểm mà vị của mình á, anh cho em 5 điểm. 8/10. Yeah. Tại vì tiêu chí từ đầu của chị là đến đây là nấu 9 món ăn. Chị không có cầu tiến lắm. Rồi bây giờ xin mời anh trao chiếc cúp này dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay nha. Rồi, đây. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Đội trưởng ẩm thực cho đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.